ngày nay lục rùn nâng lơ chạp đám lơ dơ mê riêng chất siêu cụ má mê riêng tìm mùi màu chạp đám to mê riêng dương dân dương đâm hai tha ca lụt loa rồi bỏ mê nô dương vì miên chạy đầm nạ nà mình chẳng hiểu nà và vì miên chạy đầm nạ tăng tì bê nơi khổng bố rồi hốt đọc sạp và tồn tại nơi khổng chạp được siêu dương cứ dương chạy chìa pram đã bẹp quan tình nâng mê riêng ní và chẳng đâm nạ ca nơi chú vô rồi bỏ mê nô này cứ miên pram nà ổn á chẳng nơi khổng đâm nạ ca nơi chú vô rồi bỏ mê nô này cứ chạy chìa pram này anh và thứ mùi ổn rồi chăm ná thứ mùi nó cứ đâm nạ qua nơi khổng tây dựng đâm hai thạc qua nơi khổng tây dương miên rồi dạp tây bà mán và miên pram buồn khai nâng đọc thằng ngày nào nữa toàn à bạn ông được bạn hãy tìm đi bạn cứ cô mà đập hiệp và cô mà đập hiệp đi bởi dương sắc xa từ lơ bằng nặng mùi mùi tạm hạp trên lấy nó cứ khổ bởi dương con tay à lời đi chứ bắp qua kia mình dây đấy thà cụ mà được thiệp ní kì kết bì xôn tức đó đọc bằng bấy chăm hả? Đọc bằng bấy chăm hả? Bạn chân cụ mà được thiệp ní bây giờ nơi không dương với cứ bì xôn tức đó đọc bì chăm bạn chân bồn bồn trời đập ở bán là bấy môn chơi mê riêng bật tốt trời tự dô bè nâng sân hả ná tị bây cứ vây dung tùng và tị bốn cứ quay theo hiệp tiếp tâm này cứ đầm nạ sọt cho chẳng lời khuôn của mà được hiệp đi bà cứ chìa quay ở cái ổn bà quay xoay rốt chẳng lại đăng bà hai lời khuôn chất được chiếc của mà dương chạy tiết chạy chị bay đầm nạ tiết nên đầm nạ thì xôn từ 7 chân năm toàn em á miền đầm nặng bị bay từ bốn mươi năm đến từ bốn mươi năm đó đập bị năm để cụ mà dưỡng tại ban bên chốc cầm rất là thông sớt sợt xa bạn bà vây dùng tung đi bạn chỉ vây muối đây là cái thật xoay triêm à chip triêm bị chia chỉ vẽ bố nâng chung lại đồng bây giờ mà anh đang hỏi nước nông đại rất thật thông minh được bao dưỡng trong mẹ trả tì hốc sập rắm đòi hốc sập rắm bấy cứ kinh dây thá trời thư dòng mách ai cụ mà dưỡng cụ rụp trời tự tụ ban trong này đang dàng tích cầm rất mùa thàn thế nhé nếu không à về dùm tốn đó nghe ban này thá qua trời mà dưỡng trời riêng chọc thả tì rắm rắm buôn muốn hãy đấy ban chọc thả tì rắm buôn cứ đang bê ở quận nghề rộp à vậy vậy chỉ hay là ca nghệ thơ cái miền bồng năn chỉ vật mùa than khắc khắc làm bấy và rốt làm bấy triêm riêng trăm chỉ vật vào cái này ngày cao rồi bạn và vậy sẽ thấy thiếp bạn này thả cao sẽ ca dương ruột đại ca to hai và dương hai thả vậy nít bà lô không bị chia chỉ vậy ấy bạn và bà lô không bị chia chỉ vậy phụ nít chân mẹ bạn bạn đục hời bà được của dương chân bà miên bạc đục hỏi trời xoay rốt vì chi chỉ vẹn bà chăm khuôn dương bà này thả đôi bốn bốn đại bàn mà riêng nơi kì ní cứ bốn bàn xong ra chỗ trên nơi vì chi vẹn hỏi bà này thả bốn miên một nghĩa từ chìa cụ bằng riêng nơi thay bạc lấy người chăm khẩu ní bà hồi mùi tiết nơi không quay ní chỉ vậy đấy trời rốt cu sụp co đảm bây chìa sụp hẹn mình có cụ xa bà vây sọt cho ní bàn này thả để dương về trong tới bàn này thả dương căn để chặt tới với nhau bà bàn này thả chặt bà căn để kháng nom ơi chặt nom ơi cao sĩ ca nơi trong khuôn dương nhà mà ốm sập từ bình và sập từ bình chân nó không chỉ vật
dương mẹ mẹ chỉ sẽ mình tha ôn na cha ôn đi bua ôn đi tiếp cứ ở đây cứ miên cao dịch cả đôi khi như thằng ở smile smile khi này ban này tha miên cao dịch cả mà buôn cao đôi khi này có bàn tay cao luôn loa đôi khi thế bạn đi chỉ chúng mày đại dương trời băng bạn chẳng lời không bàn hà này dương trời băng chẳng nào nữa bạn dương châu tịch chấm mọi mũi tiết cứ đâm nát cầm nào cầm nào nơi tê bằng co cầm nào bạn tê bằng co cầm nào này bạn thì hãy thả over bao giờ trái bạn bằng co và chia over và chia over và mán ổn bạn bây mà bằng co cầm nào chỉ mới spend mà tôi rồi ít tất cả mà nó ba miên chấm nuốn pi và miên chấm nuốn pi nơi không mặc khai ôn trực đăng tha sợ trái ô vẻ bỏ sợ trái bằng cách mê cùng nét bàn tập pi ấy toàn nếu ná bàn tập pi tế tại bao nhiêu pro với miên cử pê và nơi pê và nơi pê và nơi pê nơi pê tất cam cho nơi pê cam rụng bỏ bộ rõ tứ và chập cầm nát bên bên ấy tứ và chân bởi những chuyện dễ chia sẻ rốt chăm lục sẻ rốt nơi pê trói và nơi pê bằng co cầm nát bên bên muối nơi pê bằng co cầm nát ba gồm cao sẽ cam nam môi được bao giờ trời nhé bây giờ vậy tới để tự cam cho một thầy buồn và over được bao giờ trời gần thầy buồn đây tôi gọi cũng là nhé tự cam nam môi được bao giờ trời một đầu môn từ lúc viết bằng co cũng là nó mới bằng co cũng là cho môi dưới tình à dưới tình à bà a một đầu cầu kế bà một đầu cầu kế mình bằng bằng co cầm nát tê mình bằng co cầm nát tê nó ổn định đắng chứ mình bằng co cầm nát nó hành động thế nào viên đường thề một cầu tam rồi vậy chiêm bà mình chẳng bà ta tiết nơi bên nà bà cao sĩ cao sĩ trái gần phí đứng ấy một xe mạc nế ổn định chí vẹo chí hà một xe mạc nế nòm aoi bán côn thua sự thật ta côn thua đi sốt rừng mình sốt dường bạn đục hỏi nào ná sốt rừng sốt cứ con khứa mình sọt thề và mình sọt thề tài ba cao sĩ ca sĩ trầy và cao sĩ ca sĩ trầy mùi bạc mùi bông bạch và đoạn chứ bông bạch chia pi bạn tên nó dựng bán côn lúa sọt chẳng hãy bạn dựng khơi côn lúa sọt đi vì họ thật sợi bí tốt từng bí thì chẳng chẳng miễn rút sợ điên khỉa mà nế bà cứ rút sợ điên khỉa hãy có miễn là tạ chơi rất rõ hạp 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 nơi không chỉ việc mình chiếc ôn khơi kê cô rụng như thế thuộc khơi nhé mấy anh này tôi này riêng bạn đúng không bà ca na viết thuê thiết bà dưỡng bán cao dịch ca mùi thiết bà ca na ạp ni thuê thiết thiết bàn chè thiết bà ni thuê thiết thiết bàn chè thiết bà
អូនឃើញចឹងហើយ មូល ហេតុ អី បាន ជា មាន អ្នក ខ្លះ កូន ភ្លោះ 3 អ្នក ខ្លះ កូន ភ្លោះ 4 បាទ អូន ដឹង ហើយ ដោយ សារ កោសិកា នេះ វា ចេះ តែ ធ្វើធៀត ឡើង ធ្វើ ធៀត ឲ្យ នៃ 1 ទៅ 2 1 ទៅ 2 រហូត បាទ ដូច នៅ អូស្ត្រាលី កូន ភ្លោះ 7 បាទ កូន ភ្លោះ 7 ដែល មាន នៅ ក្នុង សភៅ ជីវវិទ្យា និង ជំនាញ សាស្ត្រ មាន ហើយ គេ ចុះ ទស្សនា វដី 1 ទៀត នៅ អាមេរិក កូន ភ្លោះ 12 កើត មក ម្ដង មឡូ តែ ម្ដង ដំណាក់ កំណ កំណើត នេះ យើង ចែក ចេញ ជា 3 ណោ ណា ចែក ចេញ ជា 3 បាទ ទី 1 ដំណាក់ គွာ ក្នុង ផ្ទៃ គွာ ក្នុង ផ្ទៃ បាទ នៅ ក្នុង ផ្ទៃ នេះ គឺ ដំណាក់ ទី 1 ហ្នឹង គឺ គេ សង្កេត ឃើញ ថា នៅ ក្នុង ផ្ទៃ នេះ Dương miên đôi chia, bà miên đôi chia, bà dương đặt chúng mình đi móc ôn ở trăm mặt này nhá, bà cái hai thát đầm nặng bồng, ôn vô điện thát đầm nặng bồng, bà đầm nặng bồng ấy, từ trong thì dây thá, pê dương dương hai thát pê dương rung và sọp chỉ một khía, bà chấm pong nó cài phiền và nó nặng pong này bạn chấm tập bê đây over nung over dùng hai ta spam cao sự cao bộ bộ ra nung sự trái đây pa khía như chập ra một câu gần là cầm bô nó thì hai thập pong và rồi dạ tới mùi sập đá ổn á pong nó và pong ấy lụt lo bàn lượt đo bàn muối bia 5 mm bạn đi đầm nặng tồn mệt lắm chấm một cây bằng co cầm nát sợi dây nung bờ rót đôi khi phân tay dùng để chơi cho mình thì bấy khi mình toàn phải chơi tại đó thế cứ như lượt đo bàn phần nặng dùng thời thà đầm nặng co không tay và đầm nặng co không tay nếu cứ rồi hốt đo cái hai thập rồi dạ tới buồn ra bà đá và co dưỡng lụt loa bán và co nấy lụt loa bán muối quyệt trăm xong thì mệt rồi dạ tới sai sắp sắp bà đá co nắng khai thì chia rụt riêng hay ai chen chia rụt một nông hai con tại vì mình chạy lại thế bạn គឺវាមានប្រព័ន្ធប្រសាទសាច់ដុំឯងមានអស់ហើយបាទបាទ40សប្តាហ៍នេះគាត់ក្នុងផ្ទៃមានទម្ងន់បាទគាត់មានទម្ងន់3 គីឡូក្រាមបាទ3 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចអូននៅពេលនោះគាត់មានគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់មានកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងហើយបាទ40សប្តាហ៍វាជិតមិនកើតហើយបាទប៉ុន្តែរយៈពេល 2 ខែគឺគាត់នឹងចាប់ដើមកម្រើហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងតទៅទៀតបាទទី3អតិពលនៃដំណោពូចតាមានអតិពលអ្វីខ្លះសម្រាប់គាត់ក្នុងផ្ទៃយើងដឹងហើយថាជាទូទៅយើងឃើញថាការបង្កកំណត់យ៉ាងម៉េចទៅអូនបាទគេឃើញ ការបង្កកំណត់នេះគេសង្កេតឃើញកូនខ្លះមានរូបរាងដូចឪពុកឬក៏ម្ដាយអាចទៅដឹងយ៉ាងម៉េចអូនយើងរៀនហើយរៀនពីសែនហ្នឹងណាអាឌីអិនអាអេអិនហ្នឹងណាបាទហើយការបង្កាត់ពូជអេប្រីតចំនួនអេអងអេដូយើងដឹងហើយសរុបអ្នកប្រកែកហើយបាទអញ្ចឹងនៅចំនួនអេអងយ៉ាងម៉េចកូនភាគច្រើន គឺយ៉ាងម៉េចបើមន់សអសិតសអមែនណាបាទបើអេប្រីតចំនួនអេដឺវាអាចដូច75%ហើយខ្លាយ25%បាទនៅក្នុងជីវវិទ្យាយើងហើយមួយទៀតគេឃើញបាទរូបរាងពណ៌សម្បល់បាទ Pasang bol.
ទីបីអត្តចរិតនឹងហើយអត្តទីបីរិទ្ធានឹងទីបួនសម្បទាគឺសមត្ថភាពហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងហ្នឹងបាទតទៅទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយទៀតគឺអត្តចរិតផ្នែកវេទនារម្មណ៍អានេះប្រឡងចេញពីបីដងហើយអត្តចរិតផ្នែកវេទនារម្មណ៍នេះវាមានអញ្ចេះណាអូនណាវាប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់បាទប្រតិកម្មលើគួរនឹងបាទដូចជាក្មេងកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈបាទកើតមកខ្វះដៃជើងឬក៏ខ្វះភ្នែកកបុតដៃកបុតជើងគឺការប្
chân bàn tê một co cầm nát xong phụ phụ thực ó công tra cường nghiến cường sử vâng và đôi chế chụ bạch cha và đại hộp xa chụ bà rây anh sẽ miền bánh hạt đó con hồng tây hơi bạn bạn môi tiết cứ chung ngư anh ấy ôn mớ chung ngư đó đôi chân đi phía chả ơn vô bằng phụ ổn thì nè nè bà mùa hạt ấy tí nuôi khá đạch xài bạn bà tí tí không cầm nhất bọt chân chết chân cứ mình chọn ai liệt ngay thế bạn này thật trọng sầm bạch ấy để quật không rốn của nơi chân bởi dương mình vừa hay thật rừng mía lắm á rô xì thư ca nó cứ ọt ruột thì bố sọc kế dương khơi nhé thư sài tạm bì của bố nông lộ hốt đó chứ tự bộ bọn tự là chẳng á bạn chân mấy chân mạch đè lục rùi mùi tiết chân mạch mùi tiết cứ chất đồng phợp anh ấy bị chlong đấy bị chlong đau côn đấy mệnh chấn chung ngư xua bụi và dân dìa chồng thì chắc chung ngư xua bụi tự bạn nè và đôi bụi khắc mai dân có miền đây chung ngư xua bụi đi bụi chút giang hỏi mùi mùi tí cái tên là chuồn vậy và anh ấy chung ngư đau lưu tự chồng mình chạy và dân chỗ đau mùi tiết cả lại thì sẵn lấy ca bằng co cầm nai cả lại thì sẵn giờ mày tới và cả lại thì sẵn lấy ca bằng co cầm nai đi cứ dưng chân dưng chân ổn chân lấy tay bằng co cầm nai dưng từ thưa rằng á chia anh này hỏi hỏi tay bằng co cầm nai mua lại đã với bán chưa môn hạt ấy chấm nước sầm khăn tì muối cứ viên lùm ba từ lơ ca bằng cọc nào dựng đăng hai tha sực trái pinh ru pinh riêng cứ chân lóc bây giờ dụng đọc bằng bấy từ đoàn phê mùi chân nằm cứ pinh xa đây và lơ tập đi một phê từ đoàn chân nằm trôi khuôn hai tờ và chấm chấm bút sực trái ca na riêng ca với không ai như bảo tịch hiệt tí mùi ôn sẽ lấy tự bạc cầm lặng tí tí tê bóng cao cầu cứ lũng bà bạn ấy thật tự kia dưỡng mình toàn rích chìm ra nó
យើងមើលទៅតគិនារីនារីដូចយើងប្រុសប្រុសទេអត់ទេបាទអ្នកតគិត្បៀតនេះពិបាកកើតកូនណាស់បាទចំណែកបុរសមូលហេតុអីអញយើងមិនឲ្យរៀបការក្នុងវ័យក្មេងសំខាន់នឹងគឺបាក់កម្លាំងឆាប់ចាស់នៅក្នុងហ្នឹងឯងបាទយើងដឹងហើយកោសិកាលូតលាស់របស់មនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីក៏មិនដូចគ្នាដែរមនុស្សស្រីកោសិកាដល់4កោតកោសិកានេះ គឺរីកលូតលាស់អស់ក្នុងចន្លោះអាយុ26មួយឆ្នាំអស់ហើយកូនតើអាយុ17ឆ្នាំមិនម៉ែទីតាប់បាទនៅសល់ប្រហែលឆ្នាំទៀតឡើងបានមិនម៉ែហុកអត់ទេចាប់ពីដល់7ឆ្នាំឡើងទៅអត់ទៅលើទេកំពស់ស្ត្រីគឺរីកមកខាងវិញបាទចំពោះបុរសរីកចម្រើនអស់នៅអាយុ23 ឆ្នាំអស់ហើយបាទបាទនេះតើកោសិកាទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយយើងគឺរីកចម្រើនអស់ ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងត្រូវគិតទៅលើអានឹងកលៈទេសៈនៃការបង្កកំណត់នោះណាបានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀមទាពេលវេលាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយមុននឹងពេលទៅយើងហៅថារួមភេទនឹងយើងត្រូវម៉េចចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺការប៉ះទង្គិចនៅពេលកើត ការប៉ះទង្គិចនៅពេលកើតនេះយើងដឹងហើយយើងដាក់មួយឲ្យដឹងទី3នេះគួរណាស់តាមឲ្យតាន់អានឹងអីគួរនៅក្នុងផ្ទៃបាទនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរយៈពេល 9 ខែនិង 10 ថ្ងៃ តើ9 ខែ10 ថ្ងៃនេះគេចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអីបាទបាទចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអីហើយយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងរយៈពេល 9 ខែ 10 ថ្ងៃនេះក៏ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបឺតតងសុខរបស់ម្ដាយហ្នឹងគឺមាត់វាគឺបឺតតងសុខបាទអញ្ចឹង ហើយវាមិនប៉ះជាមួយនឹងខ្យល់ទេនៅក្នុងទឹករំអិលមែនទេបាទអញ្ចឹងរយៈពេលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលកំពុងតែបកកំណត់ក្នុងផ្ទៃទោះបីម្ដាយក្តៅខ្លួនខ្លាំងឬត្រជាក់យ៉ាងម៉េចតែគាត់នៅតែសីហត្ថ 37.37°C គ្រប់ខែបាទពេលគ្រប់ខែយ៉ាងម៉េចវិញបាទគ្រប់ខែយើងដឹងហើយថាស្ត្រីយើងគេទៅឲ្យជួបគ្រូពេទ្យប្រមាណដងនៅពេលអង្គការកំណើតបាទប្រមាណដងបងប្អូនតើណាយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន 3 ដងបើយើងបាន6ដងឬជាកាលល្អមួយខែទៅជួបគ្រូពេទ្យម្ដងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគេស្ទួងមើលគွာក្នុងផ្ទៃនឹងជួនកាលវាអត់ពវល់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ដំបូងដូចថ្ងៃទេបាទចាប់ពីខែទី 6 ទៅគាត់ចាប់ដើមពវល់ទៅហើយរហូតដល់ពេលកើតនោះណាបាទគ្រប់បាទនៅពេលគ្រប់ខែបាទទីរក់កើតមកបាទ យ៉ាងនឹងយើងប៉ះអីបាទគឺប៉ះនឹងកម្ដៅប៉ះនឹងអីទៀតអូននឹងសៃតានហភាពសៃទៀតបាទជីវិតប្រែប្រួលប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទីការដកដង្ហើមតាមមាត់ ដកដង្ហើមនិងចំមុះអញ្ចឹងជីវិតវាយ៉ាងម៉េចជីវិតវាយ៉ាងម៉េចគឺប្រែប្រួលទាំងស្រុងមិនអញ្ចឹងហ៎ពីដកដង្ហើមដោយបឺតតងសុខមកដកដង្ហើមដោយចំមុះបើពីមិនប៉ះជាមួយខ្យល់មកប៉ះជាមួយខ្យល់បាទឃើញហ៎អញ្ចឹង យ៉ាងម៉េចគឺជីវិតត្រូវ
ចឹងមេរៀនលោកគ្រូសម្រាប់ព្រឹកនេះអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងបាទ